bề trăng lăng mênh mông. Dạ, cô trò mình hát hay quá đúng không cô? Cảm ơn Tuyết Vinh. Đó cũng là một món quà đầu xuân mà Diệu Thảo và Tuyết Vinh muốn gửi đến quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Và thưa quý vị, khi không khí Tết đang tràn ngập khắp mọi nẻo đường mọi gia đình thì cảm xúc của chúng ta cũng dễ dàng thăng hoa hơn. Bằng chứng là cô Diệu Thảo và Tuyết Vinh vừa hát tặng cho quý vị một bài hát xuân. Và chắc chắn một điều nữa là khi cảm xúc thăng hoa thì món ăn hôm nay cũng sẽ thăng hoa theo, đúng không cô Thảo? Chắc chắn rồi, nhất là đối với cái không khí rộn rã của ngày xuân như thế này thì ai cũng cảm thấy rất là háo hức. Tuy nhiên vui xuân thì không quên nhiệm vụ. Trong ngày hôm nay, Diệu Thảo sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả và Tuyết Vinh một món ăn kết hợp giữa hai trường phái Âu và Á. Nhưng mà cô cũng đừng quên là phải hợp tiêu chí ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày Tết đều vui nữa. Và cũng không tốn nhiều thời gian nữa, đó là món bò cuộn nấm sốt tiêu. Để thực hiện món ăn này thì các bạn chuẩn bị khoảng 300g thịt bò phi lê, một ít bò băm nhuyễn, 150g nấm kim châm, mỡ chài, bơ tươi, khoảng nửa chén nước dùng, một ít củ hành tây sắc hạt lựu xào sơ, tiêu, tương cà, bột năng, các loại gia vị thông thường và sốt mayonnaise aji mayo. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng cái phần thịt bò băm này cho vào một cái tô. Phần củ hành tây thì chúng ta sắc hạt lựu và xào sơ qua đi để cho phần hành tây này hơi chín một chút. Hai nguyên liệu này chúng ta sẽ trộn lại với nhau và quý vị khán giả sẽ cho thêm vào 2 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo, hạt nêm aji ngon, cho vào khoảng chừng 1 muỗng nhỏ cà phê. Bây giờ thì chúng ta sẽ trộn nguyên liệu này cho thật là đều lên. Và Tuyết Minh giúp cho cô cái phần này. Để cuốn thịt thì là chúng ta cần sử dụng thịt bò phi lê chúng ta đã cắt lát mỏng và đã dần mỏng như thế này, một ít mỡ chài nè. Và chúng ta sẽ sử dụng thêm cái bột Agiquit vị bơ này. Quý vị khán giả sẽ cho cái phần bột này ra một cái chén nhỏ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lấy một cái miếng mỡ chài, chúng ta trải đều cái miếng mỡ chài ra như thế này. Chúng ta lấy cái bột Agiquit vị bơ, búng nhẹ một cái lớp thật là mỏng ở lên trên lớp mỡ chài. Kế đó chúng ta sẽ tiếp tục cho những cái miếng thịt bò lên. Chúng ta sẽ còn tiếp tục búng thêm một lớp nữa nè. Mỗi cái miếng thịt bò chúng ta cho khoảng 1 muỗng cà phê hỗn hợp thịt bò băm với lại củ hành tây. Nhưng mà cô ơi, em vẫn thắc mắc là tại sao mình phải búng một lớp mỏng bột tẩm khô chiên giò Agiquit vị bơ? Khi mà chúng ta búng một cái lớp mỏng bột Agiquit vị bơ này sẽ giúp cho cái món ăn của chúng ta thêm thấm vị và đặc biệt sẽ làm cho cái cuốn thịt khi chúng ta cuốn lại nó sẽ chặt hơn rất là nhiều. Nấm kim châm á, chúng ta sẽ cho vào vừa sát miếng thịt như thế này. Kế đó chúng ta sẽ dùng dao chúng ta cắt cái miếng mỡ chài ra. Bây giờ chúng ta sẽ gấp 2 cái đầu mỡ chài lại và lần lượt cuốn cái cuốn bò. Bây giờ chúng ta đã cuốn xong rồi nè, chúng ta chờ cho chảo nóng. Kế đó quý vị khán giả sẽ cho một ít dầu vào. Đợi cho dầu nóng rồi chúng ta lần lượt chúng ta đặt những cái cuốn bò này vào. Quý vị khán giả nhớ lưu ý là chúng ta không chiên ngập dầu món ăn này, là tại vì chúng ta chiên ngập dầu á thì sẽ dễ làm cho những cuốn bò bị bung ra. Thứ hai nữa là nó sẽ thấm dầu rất nhiều và nó sẽ làm cho món ăn không ngon. Sau khi đã xếp tất cả những cái miếng bò vào rồi á thì quý vị khán giả sẽ lấy một cái sạn nhỏ, chúng ta ép những cái cuốn bò này xuống. Sau đó khi mà chúng ta thấy cái lớp dưới đã bắt đầu vàng rồi thì chúng ta sẽ trở sang cái mặt còn lại nè. Chúng ta trở đều lại và chúng ta tiếp tục áp chảo cái phần còn lại để cho cả hai mặt đều có cái màu vàng nâu rất là đẹp như thế này. Bây giờ các cuốn bò đã vàng đều và đã chín rồi, chúng ta sẽ vớt ra dĩa như thế này để lát nữa chúng ta sẽ trang trí chung với lại phần sốt. Kế đó chúng ta sẽ cho cái phần bơ vào, chúng ta hơ cho cái phần bơ này chảy. Và quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý là phần bơ mà chúng ta mua để sử dụng làm cái sốt này á, quý vị khán giả sẽ mua loại bơ tươi. Bơ tươi khác với lại bơ thực vật, ở chỗ là bơ tươi là cái thành phần chúng ta lấy ra từ sữa, có mùi vị rất là thơm, ngon. Và kế đó khi mà chúng ta hơ cho phần bơ chảy rồi, quý vị khán giả sẽ tiếp tục cho thêm vào khoảng 4 muỗng canh tương cà. Tiếp tục cho vào khoảng 1 muỗng canh nước tương Lisa, nêm thêm khoảng 1 muỗng cà phê đường và nửa muỗng cà phê hạt nêm aji ngon, cho vào khoảng nửa chén nước dùng vào. Tiếp tục cho vào một ít bột năng pha loãng nè. Chúng ta chỉ cho vào khoảng một ít thôi và chúng ta khuấy cho đến khi sốt hơi sánh lại là được rồi, chứ không cần quá đặc. Nhưng mà cô Thảo ơi, món của chúng ta là món bò cuộn nấm sốt tiêu. Vậy thì tiêu cô sẽ sử dụng vào lúc nào? Chắc chắn là chúng ta sẽ cho tiêu vào, nhưng chúng ta không cho tiêu vào khi mà chúng ta đang nấu. Cho nên khi chúng ta tắt bếp rồi, chúng ta sẽ cho một ít tiêu vào. Và để cho cái tiêu này tăng thêm cái phần thú vị á, thì quý vị khán giả đừng xay quá nhuyễn, mà chúng ta chỉ giã ra bể còn những cái hạt lấm tấm như là hạt mè vậy đó. Thì như vậy thì sẽ làm sao sốt ngon hơn và tăng thêm cái hương vị của tiêu rất là nhiều.
Món thịt bò này chúng ta sẽ bày chung với lại một ít salad nè và một ít khoai tây sắc sợi nhỏ như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ rưới cái phần sốt vào. Cuối cùng thì mình điểm thêm một ít cái cọng ngò tây nữa cho món ăn thêm đẹp nè. Cô sẽ chọn một cuốn cho Tuyết Vinh nha và rưới một ít sốt vào. Mời Tuyết Vinh thưởng thức thử xem. Cảm ơn cô. Cô biết không, món ăn của mình chỉ cần nhìn thôi là đã bắt mắt lắm rồi. Cô Thảo biết không, phần thịt bò rất là ngọt, không hề bị khô. Còn phần mỡ chạc bên ngoài thì không có bị nồng nữa nè. Và mùi thơm tự nhiên của thịt bò cùng với nấm chim châm, đặc biệt là kết hợp với sốt tiêu rất là phù hợp. Ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Quý vị đừng quên góp ý để chương trình của chúng ta ngày một tốt hơn nhé, bằng hai cách quen thuộc, đó là gửi thư về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083-823-7557. Thay mặt những người thực hiện chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, Tuyết Vinh xin kính chúc tất cả quý vị khán giả thân thương của chương trình một năm mới ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui như chính chủ đề của chương trình. Còn bây giờ thì cô Dự Thảo và Tuyết Vinh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.